Thôi đủ rồi đi, tới giờ đi rồi, tới giờ đi rồi, nghe đủ rồi. Và đây là cuộc sống của mình khi nó được bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi sáng. Quá thấy quà. Cái này là sữa rất là kêu hoa cúc rất là nổi tiếng. Thì mình mới mua ở cái đợt tháng 3 vừa rồi á. Có rất là nhiều quà đi kèm với một cái túi đựng mỹ phẩm và một cái chai tân nền nữa. Đó là đồ của kêu thì lúc nào cũng tặng rất nhiều quà đi kèm. Rửa mặt. Sử dụng được rất là nhiều loại nha. Cả da dầu, da mịn, da cả nữa. Và da thường nữa. Và thôi đi rửa mặt, đi rửa mặt. Đi xúc tận bình dương là. Chưa kịp chuẩn bị gì hết mọi người ơi. Ai cũng đơn giản. Mặc một ngủ dậy cái là đi liền. Sao nào sao nào. Chứ bài là cái sao nhỏ. Em lo những khi chiều hè. Chứ có những ngày năm đổ. Em đòi chừng chừng cái sắc chân chân. Chúng ta biết mình sẽ đi đường nào. Buồn qua mặt đường. Tạng quay bên bèo. Sao 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 sao. Chú bé lắm chắc nhẹ. Thời khắc chuẩn bị đập cưới đã tới. Sao mà nó cứ dồn hết vô một ngày là sao vậy trời. Ghê quá, ghê quá. Sao không khê, đỡ ghê hơn một tí nào. Dạo này các bạn thấy là mình có bị rất là nhiều sẹo mụn. Mới bị làm mụn xong suy nghĩ là tại sao gần đây bị mụn nhiều như vậy. Cái do ăn xoài quá nhiều. Cái mùi xoài. Đi từ sáng đến giờ thì mặt cũng dơ lắm rồi cho nên mình sẽ sử dụng Skin 1004 Madagascar. Đây là tinh chất rau má để làm sạch da. Cái này thì Châu Giang và Quỳnh Chi và rất nhiều người đã xài rồi nhưng mà bây giờ mình mới xài cái này. Nó có tính chất rau má, giảm thâm, giảm viêm, sưng các thứ rất là ok cho làn da đen rất là khủng loạn như thế này. Thường thì buổi chiều mình chỉ sử dụng tinh này để làm sạch da thôi. Mà mình thấy như vậy cũng ok rồi. Mùi dễ chịu. Ủa nó không có mùi gì luôn á. Mà cái chất của nó cũng lỏng, nó không bị đặc sệt á. Mà nó cũng bị mùi, nó cũng không có cồn. Dưỡng ẩm một chút bằng Senka. Cái này là dạng gel xài ok lắm á mọi người. Da dầu mụn xài cực kỳ thích luôn. Trời ơi cái tóc tôi nó cứ rớt xuống. Tôi sẽ quyết định làm tóc xong rồi hẹn trang điểm tiếp. Muốn cho cố vô tối về gội đầu chích da. Cái này là một cái lập pomade chống nước. Cho nên là cỡ nào thì cỡ nó sẽ không có gì bị mất nếp. Tự mình cũng rất là thích cái mái tóc xoăn này. Nhưng mà vấn đề của nó thôi là nó nóng vãi luôn á. Nói chung là lúc bớt bớt đẹp thì hồi tao đi đám cưới vô công nhận nó có bông bé hay cái gì không. Rồi. Mừng mặt tiếp. Nhân dịp tháng 3 vừa rồi thì mình mua bộ này luôn. Đây là của Cell Fusion rất là nổi tiếng của Hàn Quốc rồi. Thì cái này vừa là dạng BB cream dưỡng ẩm, chăm sóc da, kem, khuyết che khuyết điểm dưỡng ẩm chuyên sâu. Là vừa trang điểm vừa dưỡng ẩm. Rất là ok cho những người có làn da dễ bị mụn như tôi. Và kế bên thì nó có cả kem chống nắng luôn. Siêu tiện. Cái này nó vừa được giảm giá rất là nhiều luôn cho nên là quốc luôn. Bây giờ mới có 40 triệu thôi cho nên mình sẽ vừa ngày chống nắng. Một tiếp ở trong đây 50 SPF. Siêu đỉnh. Bình thường thì mình cũng sẽ không sử dụng cái này nhưng mà dạ xấu quá. Xài cái này rất là thích là tại vì nó có khả năng che phủ rất là ok. Mà nó lại không bị dày, tức là đánh lên như không đánh cái gì vậy á. Cái màu nó cũng tiệp với da của mình á. Thêm một cái nữa là nó vừa không có lại da nhạy cảm. Và nó kiểu dưỡng ẩm cho da nữa thì mình nghĩ quá ok rồi còn mình nè. Đám cưới nó mời ngay vô đầu tuần, ngay vô thứ năm. Trời ơi, kiểu này mà đi nó kẹt xe chết luôn á. Hello. Nhìn rất chi là khác bọt đúng không? Còn vài chỗ nữa thì chấm kem chi huyết điểm lên là xong. Có người sẽ đánh giá tôi là hơi điều đài nhưng mà tôi làm tiền không. Đâu thể nào xấu xí và đi theo đường như vậy được. Không nên là chấp nhận được. Mặc dù biết là mình không đẹp lắm thì cũng chả ai quan tâm. Tại vì đã phải là đám cưới của mình đâu. Nhưng mà mình cũng phải chỉnh chu một tí. Tại vì bên nhà chiếu rể cũng rất là nhiều cơ quan báo chí các ngành. Và nhà cô dâu cũng là một bên báo chí to đùng. Nếu như mà không đẹp thì dân chúng nó sẽ nhìn vào là sẽ đánh giá. À thằng này tôi trên đường mà lại thích như vậy. Ta-da. Còn bộ đồ, để đây đồ, để đây đồ cái, để đây đồ cái nha.
bây giờ mới 5:30 thôi, chuẩn bị bắt đầu nhập tiệc rồi. Dễ thương. Ủa, trời, hai cái râu của nó tao cứ tưởng là cái gì dính vô mắt nó. Anh, chị, trời. Ở gì vậy, tao vừa thấy cười. Xuất sắc à. Ủa cái đầu ăn đáng đồng tiền luôn á. Mái tóc, đây là style tóc bết. Là phải xịt tóc, xịt nước là cho ướt, cho nó ra lọn, xong rồi bóp quát lên. Rồi xong sấy đó nó mới thành vậy nè. Bóp tóc nhìn cứ bết vậy chứ là thật sự là mới gội đầu xong nha. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Hôm nay chú rể mặc gì vậy? Này, ông này ông ngoại, ông ngoại chú rể. Rồi coi sao rồi. Vợ chồng này tính ra cưới là mày lần thứ 5 chưa ta? Hả? Nó cưới tính ra chắc cũng 4-5 lần rồi đó. Chị Thơ, anh Lucas. Cảm ơn mọi người. Ủa hôm nay chị Thơ không có sân mình có cảnh gì đâu. Không, gái Nhật đó. Gái Nhật đó. Cô nói là mọi người như là đi họp báo vậy đó. Anh chị em truyền thông Zing S-Channel. Trời đất ơi, S-Channel là có hai bàn lận luôn á kìa. Vậy là Hu Cô Chi là không có được ngồi cho bàn này. Đâu, bữa nay đi event đúng không? Má, đi hồng bị sưng môi mày. Mình mới đi bơm, má chừng đá chiều giờ đi. Thôi kệ đi. Không, không, không. Có lẽ đi vô đi á, chụp hình. Ê, máy bay bữa nói đúng rồi. Máy bay bữa đoán nó hát bài này, nó hát bài này thiệt luôn á. Trời ơi, vậy là lễ lọc là lấy cái này ra nấu chè. Đúng rồi, chè neo cái này đầu tiên.
rồi mà. Cũng kết thúc rồi, một ngày thật là dài. Mệt quá, quả là một ngày rất dài. Tối về, đặc biệt là những cái đêm hội ăn uống như vậy thì chắc chắn là mình hay uống cái này nhất. Đây là bí kíp giảm cân của mình thời gian gần đây, là trà Nai Diet của Orihiro, là một cái hãng rất là nổi tiếng về thực phẩm chức năng của Nhật Bản. Thực sự thì mình nói thật là nó không có tác dụng gì giảm cân đâu, nhưng mà nó là một cái sản phẩm rất là tốt về cái việc giữ cân, hỗ trợ tiêu hóa. Tại vì tôi rất là hay bị mắc rối loạn tiêu hóa. Trong cỡ vài tháng trước, khi mà mình quá tuyệt vọng rồi, cái vấn đề giảm cân của mình nó không thành công, tại vì mình đang trong cái giai đoạn chỉnh cân, thì mình được khuyên là nên sử dụng một vài cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn. Cũng tìm hiểu này nọ kia và tìm tới cái này, tại vì thứ nhất nó rẻ, và thứ hai nữa là nghe nói là uống xong nó không bị say chóng mặt, mà thì đúng là vậy thật. Và kết quả là uống xong nó không có giảm được cân nào, nhưng mà nó lại giúp mình ngủ ngon và nó giữ cân cũng ok. Và mình có mua thêm một cái hộp này nữa, nhưng mà mình không biết là uống cái này nó có hiệu quả hay không, tại vì mình cũng mới uống có mấy lần thôi, nhưng mà mình lại thích uống cái này hơn, tại vì nó như là trà. Theo trên nguyên tắc thì cũng sẽ là nóng một ly này trước khi đi ngủ hết, để cho dễ ngủ. Rồi sản phẩm hỗ trợ thì cũng chỉ là sản phẩm hỗ trợ thôi, cho nên là nếu như các bạn muốn giảm cân được thì hãy ăn kiêng và tập luyện thể dục nhé. Đây chỉ là những sản phẩm hỗ trợ mà thôi, đừng kỳ vọng quá nhiều vào nó. Rồi đó là một cái ngày dài đằng đẵng của mình luôn, và mình cũng chia sẻ được cho các bạn nhiều bí kíp với bộ, từ cái việc make up sao cho tự nhiên, cả cái bí kíp giảm cân của tôi đây thì mọi người cũng đã biết hết rồi. Mọi người đừng quên like, subscribe, ủng hộ cho kênh của Cụi nhé. Giờ này sức lên chậm quá, rồi vậy thôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. Tạm biệt, mắt đỏ hết rồi nè, bye.